Xin chào tất cả mọi người nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay tiếp tục series làm về nét đẹp quê hương Hải Hậu, thì mình sẽ làm về nét đẹp về mùa hoa phượng nhá. Hôm nay cũng đã bắt đầu vào hè, thì năm nay nghỉ hè sớm thì rất nhiều các bạn trẻ đã không thể được ngắm nhìn hoa phượng ở các cổng trường hay là các sân trường. Thì hôm nay mình xin phép được làm một video về mùa hoa phượng ở quê hương miền quê Hải Hậu nhá. Video này có thể mình sẽ không đi được nhiều như video về hoa gạo đi được, nhưng mà bởi vì thứ nhất tình hình dịch bệnh, thứ hai là cũng về thời tiết khá nắng, mình sẽ chọn một vài cây hoa gạo gần nơi mình ở rất là chìa đẹp nhá, để gửi đến mọi người nhá. Mọi người hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Rồi tiếp theo bây giờ thì mọi người hãy cùng theo dõi video về vẻ đẹp của những cây hoa phượng nhá. Dường như nắng đã làm má em thêm hồng, làn mây bay đã yêu tóc em, trộm nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng, áo trắng em bây giờ tan trường. Đẹp gì nơi sân trường, tóc em buông dài, lặng tin anh ngóng trông tựa vai nhau, anh đưa em qua bao con phố và anh nói thật dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồi, nụ cười anh cho em ngàn mơ. Mưa cho đôi mình được đứng bên nhau thật
trắng em bây giờ.